Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, một lần nữa chúng tôi xin thay mặt cho gia đình và hội thánh gửi đến tất cả quý bà đang nhóm lại với VBC ở tại địa điểm của chúng ta, cũng như các con cái của Chúa, quý bà, những người mẹ ở khắp nơi thờ phượng với hội thánh trong giờ này và những giờ sắp đến. Chúa ban phước, quý vị sẽ có một ngày tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự khích lệ từ nơi lời của Chúa, cũng như chúng ta như trong ngôn 31, nàng trỗi dậy, con cái của nàng chúc phước cho nàng. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi hết lòng chăm sóc, hướng dẫn để con em của quý vị trong hội thánh ở tại đây học theo gương mà lời của Chúa đã bày tỏ. Trỗi dậy, chúc phước cho mẹ của mình, bắt đầu với những bữa ăn sáng. Và khi hội thánh chúng ta tạo điều kiện thì muffin with mom, tức là một cái bánh ngọt với mẹ. Và cảm ơn Chúa về những chương trình khác như tặng hoa cho mẹ, vân vân. Chúng tôi tin rằng các em học từ lúc nhỏ để có thể lớn lên và giữ được cái tinh thần trân quý mẹ của mình. Nên nguyện xin Chúa ban phước để quý bà sẽ kinh nghiệm được một ngày tràn đầy phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng có những trường hợp có những người mẹ thuộc linh cũng đã được con cái của mình, những đứa con thuộc linh cũng sẽ có những cái lời khích lệ nâng đỡ chúng ta. Bởi vì vai trò của một người mẹ tin kính Chúa không thể thiếu trong đời sống của con cái. Xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta trong ơn của ngài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài học về cuộc đời của tiên tri Elise. Chúng ta đã học ba bài đầu về cái góc cạnh từ những công việc mà tiên tri Elise đã làm. Nhưng mà hôm nay trong ngày của mẹ thì chúng tôi xin mời hội thánh chúng ta nhìn từ góc cạnh của người nhận được phước hạnh từ nơi chức vụ của tiên tri Elise. Và chúng ta sẽ học về cuộc đời của một người mẹ tin kính Chúa, luôn dành chỗ cho Chúa ở trong cuộc đời của mình, cho gia đình của mình. Bà đã được Chúa ngài ban phước ở trong những cái thăng trầm trong cuộc sống một cách hết sức là lạ lùng, những cái phép lạ mà Chúa ngài làm, sự hiện diện ban phước, hậu thuẫn yểm trợ của Chúa thật là kỳ diệu trong đời sống của bà. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn để trong ngày của những người mẹ, ngày hiện mẫu, chúng ta dừng lại để chúng ta quan sát về cuộc đời của một người mẹ đẹp lòng Chúa, mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng bà tin kính Chúa, bà có một cái đức tin rất là đặc biệt từ nơi Chúa, có một sự can đảm mà chúng ta thấy rằng thật là cần ở trong ngày hôm nay để chúng ta được khích lệ, có thể trau dồi, nhất là những người mẹ có con còn nhỏ thì xin Chúa ngài ban phước những người mẹ sắp có con cũng sẽ học được để chúng ta có thể trở nên những người mẹ tin kính Chúa như lời của Chúa dạy dỗ, và đặc biệt là những người đã làm mẹ một cách tốt đẹp. Chúa cho để chúng ta có thể nhìn lại và thấy rằng chúng ta thờ phượng và phục vụ một Đức Chúa Trời thành tín. Amen. Chúng ta nhìn những cái thăng trầm ở trong cuộc đời, sau một thời gian chúng ta đã qua rồi đó, chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng Chúa luôn có mặt và ngài là đấng đáng để chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn nơi ngài, để chúng ta sẽ tiếp tục dành chỗ cho Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại mà chúng ta biết rằng những điều chúng ta đang chuẩn bị học ở tại đây thì thiếu vắng ở trong xã hội. Chúng ta thấy thời đại ngày hôm nay theo hệ thống giáo dục thì trường học của chúng ta nói về vai trò của người mẹ theo chức năng sinh học hơn là những cái khía cạnh phát triển nhân cách. Chúng ta thấy điều đó. Trong các lớp về sức khỏe, chủ yếu được đề cập đến cách một người phụ nữ có thể mang thai, ngăn ngừa mang thai, nói đến các cái chứng bệnh liên quan đến tình dục và bừa bãi, cũng như là các kích thích tố để trong cái hoạt động để sinh con. Và chúng ta thấy rằng trường học giáo dục mà ở trong xã hội này người ta chỉ làm đến chừng đó. Nhưng mà những điều cần thiết hơn nữa trong đời sống thì chúng ta thấy rằng người ta không có trang bị. Người ta có trang bị cho chúng ta cách để chúng ta quấn tã cho em bé, cách cho nó bú, cách cho nó ăn và các chức năng cơ bản trong đời sống của một người mẹ. Nhưng hầu như không có ai dạy về phẩm chất của một người mẹ tốt. Vì vậy các yếu tố quan trọng nhất để cho việc nuôi con cái của mình thường bị bỏ qua, và chúng ta thấy rằng nó có thể nói là vắng hoàn toàn ở trong sự giáo dục. Vì vậy các yếu tố quan trọng nhất trong việc nuôi con cái chúng ta cần phải học từ nơi lời của Chúa, học từ nơi hội thánh, những điều như là trung tín, một cuộc sống yêu thương những người lân cận, từ bi, tha thứ, hy sinh, khích lệ, đời sống tâm linh mạnh mẽ. Đó là những điều mà chúng ta thấy rằng cần phải được bồi đắp, gây dựng, trang bị cho những người mẹ có thể trở nên những người mẹ tốt và thành công ở trong ánh mắt của Chúa. Vì chúng ta biết rằng cái điều kiện gương mẫu không chỉ là đáp ứng các nhu cầu sinh học hoặc là những cái việc trong cuộc sống hàng ngày,
Và những phẩm chất tuyệt vời của tính cách là điều tạo nên một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ tốt. Thì chúng ta thấy rằng cần phải được trang bị bởi lời của Chúa, cần phải được giúp đỡ bởi Thánh Linh của Chúa. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta là người con Chúa, chúng ta được Chúa chăm sóc, trang bị cho chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài muốn tất cả những người mẹ là những người mẹ thành công ở trong ơn của Chúa. Ngài không muốn chúng ta thất bại, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài muốn tìm thấy một dòng dõi của những người kính sợ Chúa ở trong vương quốc của Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài hậu thuẫn chúng ta một cách tối đa và Ngài thành tín ở trong công việc này. Câu chuyện của người phụ nữ mà chúng ta học ngày hôm nay cho thấy nhiều nét mà chúng ta cần có ở trong đời sống của mình. Cho nên đặc biệt là quý bà, những người mẹ, những người sắp làm mẹ, xin Chúa Ngài ban phước để sứ điệp này có thể động viên, khích lệ và trang bị thêm để tất cả đều sẽ là những người mẹ thành công, trưởng dưỡng những con cái, trở nên những người hữu dụng cho nước của Đức Chúa Trời cũng như trong xã hội của chúng ta. Lời của Chúa trong Các Vua thứ nhì, chương 4, thì cho chúng ta một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ tập trung ở trong ngày hôm nay để có thể rút tỉa những bài học liên quan đến đời sống của người phụ nữ này. Ở trong Các Vua thứ nhì, chương 4, từ câu 8, cho chúng ta thấy những phước hạnh đã tại đây. Một ngày kia, Elise đi ngang qua Sunem. Ở đó có một phụ nữ giàu có. Bà ấy cố mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó mỗi khi đi ngang qua, ông đều ghé vào nhà bà để dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: "Này ông, tôi biết người vẫn thường ghé tại nhà chúng ta là một người thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xây cho người một căn phòng nhỏ ở trên sân thượng, có tường hẳn hoi, rồi đặt tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Như thế, mỗi khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó." Một hôm Elise đến Sunem, lên phòng cao và nghỉ tại đó. Ông nói với Gehazi đầy tớ mình: "Hãy gọi người phụ nữ Sunem đến đây." Gehazi đi gọi bà, và bà đến đứng trước mặt anh ta. Elise nói với đầy tớ mình: "Hãy nói với bà ấy, kìa, bà đã cực nhọc lo liệu cho chúng tôi mọi điều này. Vậy chúng tôi phải làm gì cho bà đây? Bà có cần chúng tôi nói giùm với vua hoặc với tướng chỉ huy quân đội điều gì chăng?" Bà đáp: "Tôi vẫn sống bình thường giữa đồng bào tôi." Elise lại hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì cho bà ấy đây?" Gehazi đáp: "Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng bà thì đã già rồi." Elise nói: "Hãy đi gọi bà ấy." Gehazi gọi bà, và bà đến đứng ngoài cửa. Elise nói với bà ấy: "Năm tới vào lúc này, bà sẽ ẵm một đứa con trai." Bà đáp: "Không đâu, thưa Chúa là người của Đức Chúa Trời, xin đừng nói dối với tớ gái của Ngài." Quả nhiên, bà ấy thụ thai, và năm sau bà sinh một đứa con trai đúng vào lúc mà Elise đã nói trước cho bà. Trước khi tôi chia sẻ thì có hai cái cụm từ mà tôi tin rằng cái bản hiệu đính này phải hiệu đính. Hai từ, thứ nhất đó là ở trong nguyên tác cũng như các bản khác không có cái chữ tội nghiệp. Nhưng mà bản này lại có cái chữ tội nghiệp ở đây. Ở trong Chúa, trong vương quốc Đức Chúa Trời không có tội nghiệp. Vì tất cả đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta để giải quyết cho chúng ta rồi. Chúng ta nhớ điều đó. Cái thứ hai là cái chữ đồng bào. Chúng ta thấy rằng ở trong trong tiếng Anh thì đó là my people, người của dân tộc, người của chúng ta. Mà chữ đồng bào ở trong tiếng Việt của chúng ta khi nói đến những người ở trong cùng xứ sở với chúng ta thì nó mang cái truyện tích của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, sanh ra 100 cái trứng đó, rồi nó nở ra 100 người con, cho nên cùng một cái núm ruột, cùng là đồng bào. Thì chữ này cũng không chính xác ở tại đây. Trong Kinh Thánh, trong nguyên tác của tiếng Anh cũng như là trong nguyên tác thì chỉ dùng là tôi đang ở giữa dân tộc của mình, những người ở trong thành phố của mình. Tôi chia sẻ điều đó để cho chúng ta thấy rằng Kinh Thánh là toàn vẹn, nhưng mà chữ nghĩa được dịch qua các ngôn ngữ có những lúc cần phải hiểu đính, cần phải chỉnh sửa là như vậy. Trở lại với phần Kinh Thánh, chúng ta thấy ở tại đây một người đàn bà mà tôi rất là thích học về cuộc đời của bà. Thì bà có những cái nét mà chúng ta cần phải có, cả nam lẫn nữ. Vì bà đã bày tỏ ra cái đời sống của bà, và bà chuẩn bị trước cho việc mình có thể trở nên một người mẹ tốt. Chuẩn bị trước cho những ngày mà đời sống của mình sẽ đối diện với những sóng gió thình lình xảy đến. Và bà có một sự chuẩn bị. Và Đức Chúa Trời ở trong câu chuyện này luôn luôn ở gần qua người của Ngài là tiên tri Elise để giúp đỡ, để can thiệp, để ban cho, để nói lên sự thành tín của Ngài. Nên buổi sáng hôm nay xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta,
Điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ trong phần đầu này, đó là đức tính tinh kính của người nữ này. Đức tính tinh kính của bà, điều đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đó là cái lòng thương xót và quan tâm của bà. Ở trong tiếng Anh là compassionate. Chúng ta thấy ở tại đây, từ câu 8 cho đến câu số 10, một ngày kia Elise đi ngang qua Sunem. Ở đó có một phụ nữ giàu có, và bà ấy cố mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó mỗi khi đi ngang qua đây, ông đều ghé vào nhà để dùng bữa. Chúng ta biết ngày xưa thì không có những cái quán ăn bên lề đường hay là trên đường đi như McDonald's, Burger King hay là những cái quán phở mà chúng ta thấy rằng dọc theo đường. Người ta có nhiều khi đi cả ngày hay là hơn một ngày, một cái đoạn đường rất xa từ thành này qua đến thành khác mà không có quán ăn. Cho nên cái nhu cầu mà lời của Chúa ở trong Cựu Ước có dạy, đó là khi chúng ta thấy khách bộ hành ở trên đất và chúng ta gặp gỡ thì chúng ta cần phải chăm sóc họ. Người đàn bà này quan sát và thấy có người của Đức Chúa Trời đi ngang qua nhà của bà rất là thường. Ở trong cái chức vụ mà Chúa Ngài đã sức giàu để tiên tri Elise phục vụ, thì chúng ta thấy rằng cái vùng Sunem này nó ở trong một cái giao tuyến mà ông thường hay đi qua đi lại. Thì người phụ nữ này đã bày tỏ cái lòng thương xót, chăm sóc. Đặc biệt ở tại đây đó là tiên tri Elise. Cho nên khi bà gặp thì bà cố mời. Có nghĩa là bà chẳng những mời lấy lệ, nhưng mà bà mời một cách hết lòng. Bà cố mời ông ở lại đi dùng bữa. Rồi từ đó, sau khi được mời được ông dừng lại, thì từ đó mỗi khi đi ngang qua đó thì ông đều ghé vào nhà này để dùng bữa. Cảm ơn Chúa. Đây là một cái công việc mà người phụ nữ này đã làm, mà chúng ta thấy một cách rất là tốt đẹp. Bà dường như Đức Chúa Trời Ngài để ý đến những gia đình mà có dành chỗ cho Chúa, cho người của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ sau này trong Tân Ước, gia đình của Lazarus, của Marie Mathe, họ cũng dành chỗ cho Chúa khi Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany thì thường ở nhà của họ. Thì chúng ta thấy phép lạ lớn cũng đã xảy ra cho gia đình sau này, cũng như gia đình của người đàn bà này. Rồi bà chẳng những là mời ông dùng những bữa cơm, thì bà lại đề nghị với chồng của mình một điều mà chúng ta thấy thật là tuyệt vời tại đây. Này ông, tôi biết người vẫn thường ghé qua nhà của chúng ta là một người thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xây cho người một căn phòng nhỏ ở trên sân thượng, có tường hẳn hoi. Rồi đặt ở tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái đèn. Như thế mỗi khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta để ý đến một số điều ở trong phần này, đó là người mẹ tương lai này chưa bao giờ được nhắc đến tên. Nhưng mà những chi tiết ở trong đời sống của bà thì chúng ta thấy rằng cho chúng ta biết rất nhiều về bà. Tất cả những gì mà chúng ta thấy được gọi về người đàn bà này là người nữ Sunem. Sunem là tên của cái thành đó. Thì bà chỉ vui biết là người ở thành Sunem. Bởi vì tôi tin rằng trọng tâm của câu chuyện này không phải là tên của bà ấy, mà là tư cách của bà. Lời của Chúa muốn chúng ta tập trung vào để chúng ta tìm hiểu thêm và chúng ta học về những gì người đàn bà này có. Nhiều khi tên tuổi nó làm loạn đi. Kinh Thánh có những cái câu chuyện mà cái người nhân vật chính thì lại không cho chúng ta biết tên. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh Ngài rất khôn ngoan, Ngài chọn lựa cái cách như vậy để chúng ta có thể học những bài học ở trong cuộc đời của họ hơn là chỉ biết tên của họ mà thôi. Amen anh chị em. Bà được mô tả là một người giàu có, tức là một người phụ nữ có của cải, có những cái điều kiện để có thể làm những công việc tốt. Tuy nhiên sự giàu có của bà không làm cho bà hư hỏng. Cái sự giàu có không làm cho bà trở nên, danh từ này cũng mới nghe tại Việt Nam, là trở nên chảnh. Sự giàu có không làm cho bà trở nên một người khó thương. Nhiều khi ngày hôm nay chúng ta thấy điều này xảy ra trong xã hội. Có những người khi họ trở nên giàu rồi đó, thì chúng ta thấy rằng khó để tiếp xúc với họ. Họ mất đi tất cả những cái gì mà trước đây chúng ta biết về họ. Và như tôi đã chia sẻ với anh chị em trong thánh, tôi tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời giàu có. Như lời của Chúa rằng muôn vàng bầy chiên bò trên các đồi núi, bạc và vàng ở trên thế giới này đều thuộc về Ngài. Và lời của Chúa đã báo trước cho chúng ta tuyển dân của Chúa, thì Ngài sẽ làm cho chúng ta đứng hàng đầu chứ không bao giờ đứng hàng đuôi. Ngài ban cho chúng ta phước hạnh đến độ chúng ta cho người ta vay mượn chứ không mượn của ai. Và Ngài vui để thấy các tôi tớ của Ngài được may mắn, được phước, được thịnh vượng. Nhưng mà vấn đề tại đây là tại sao tất cả con cái của Chúa không được như vậy mà chỉ có một số người? Tôi tin yếu tố mà chúng ta thấy được từ nơi người đàn bà này, và khi chúng ta kiện toàn
thì không khó cho Đức Chúa Trời để Ngài có thể đổ phước xuống về tài chánh cũng như là mọi phương tiện cần có để chúng ta có thể nói là một người giàu có trong Chúa. Đó là chúng ta chứng minh cho Đức Chúa Trời, Chúa Ngài ban cho con nhiều phước hạnh, con không để những điều đó làm cho con hư hỏng. Nói một cách khác, Chúa có thể tin con được khi Chúa Ngài giao cho con quyền năng hơn, nhiều sự sức giàu hơn, nhiều tài chánh hơn. Khi con có được, con sẽ tôn vinh Chúa bằng cái sự giàu có của mình, thịnh vượng của mình. Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước. Chúng ta thấy ở tại đây, bà có tất cả, bà là một người giàu có. Nhưng mà chúng ta thấy ở tại đây là bà yêu cầu chồng của mình cung cấp một phòng cho tiên tri của Chúa, là tiên tri Elise. Điều này thú vị cần chú ý là bà có thể thấy rằng tiên tri Elise là một tôi tớ thật của Chúa. Ông được bà gọi là một người thật của Đức Chúa Trời. Bà có khả năng để có thể nhận diện, và đây là cái nét đặc biệt của phụ nữ, là cái trực giác của quý bà đó rất là tốt. Nhìn một người mình có thể nhận biết được người đó là người tốt hay là người xấu. Và có những vấn đề mà người phụ nữ thấy trước hơn chồng của mình và những người xung quanh. Chúa cho có cái khả năng đó để bảo vệ con cái của mình. Nhiều khi người mẹ gọi con gái của mình vào trong bếp, nói cái thằng đó con không được nghe con. Trong khi con gái thì thấy rằng được mà mẹ. Không, mẹ thấy nó coi không được đó con. Thì như rằng sau này thì thiệt, nó lộ ra những cái mà, tại vì khi gặp nhau hẹn hò thì nó chuẩn bị tốt lắm. Nhưng mà ưng nó về đó thì là bây giờ con người thật của nó lộ ra thì đúng như lời của mẹ nói. Cho nên Chúa nghe cho người đàn bà này có một cái sự nhận xét rất là đúng. Không biết bà thấy cái gì về tiên tri Elise, nhưng mà nói với chồng của mình, tôi thấy đây là người của Đức Chúa Trời. Thì họ đã làm một cái công việc mà chúng ta thấy, đó là cất một căn phòng ở trên sân thượng của họ để đón tiếp người của Đức Chúa Trời, để chăm sóc ông. Và chúng ta thấy ở đây là Kinh Thánh chi tiết cho chúng ta là một cái phòng có vách đàng hoàng, chứ không phải là một cái mái che như là những cái sân thượng khác ở xứ Trung Đông. Nếu chúng ta qua Do Thái ngày hôm nay, cũng còn ở những cái vùng xa của Jerusalem, thì chúng ta biết rằng nhà của họ thì cái cầu thang đi ở bên ngoài, và cái sân thượng chính là cái nóc nhà của họ. Chúng ta cũng nhớ câu chuyện của cái người bại mà được bốn người bạn của mình dỡ mái nhà thòng người xuống trước mặt Chúa Giê-xu không? Thì chúng ta biết rằng họ đã khiêng người bại đi ở trên cầu thang ở bên hông của nhà, đưa lên tới trên rồi dỡ mái nhà và thòng người bại xuống. Trong trường hợp ở đây thì họ cấp cho tiên tri của Chúa một cái phòng có vách thẳng hồi. Chi tiết, chúng ta thấy rằng sắm ở tại đó một cái giường, sắm tại đó một cái bàn, một cái ghế và một cái đèn. Nói đến rằng tất cả những gì cần thiết để ông có thể thoải mái ở lại đây trong những cái chuyến đi ông đi ngang thì chúng ta chuẩn bị. Một điều đặc biệt mà chúng ta thấy là dường như không có bất kỳ một động cơ thầm kín nào khi họ dành chỗ cho tiên tri Elise. Bà không đòi hỏi gì, Elise cũng không mong đợi bất cứ điều gì được đền đáp khi ông sử dụng căn phòng này. Tôi tin rằng đây là một người phụ nữ quan tâm đến người khác một cách thật. Đời thì người ta nói rằng thường là cho ra thì họ cũng mong đợi có cái gì được nhận trở lại. Nhưng mà tại đây bà đã bày tỏ cái hình ảnh cũng như là cái bản chất của người thuộc là thật là con cái của Chúa. Cho ra mà không cần phải nhận lại. Như Chúa Giê-xu ngày dài, chúng ta mời một cái người láng giềng của mình đến ăn tối, rồi người đó mời chúng ta trở lại để đi qua nhà của họ ăn tối, chúng ta chưa làm gì hết. Nhưng mà khi chúng ta mời một cái người không có khả năng để có thể mời chúng ta trở lại, lúc bây giờ chúng ta làm cho Chúa. Lẽ thật này không? Có trong Kinh Thánh không? Đó là điều mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời muốn tìm thấy nơi chúng ta, tất cả mọi con cái của Chúa. Và đặc biệt tại đây, khi chúng ta học về công việc của những người mẹ, để chúng ta cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nuôi con, mà chúng ta ban cho, chúng ta chăm sóc nó với tinh thần là bởi vì tình thương của mẹ dành cho con, thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả nó khác hẳn với những người mẹ nuôi con và mong sau này nó sẽ nên người, nó sẽ làm có tiền rồi nó sẽ nuôi mình về già. Trong một số những trường hợp là người ta bắt con cái của mình mỗi tháng phải cho mẹ, cho ba mấy trăm đô gì đó, và nó sẽ là một cái mục thường xuyên. Thì chúng ta thấy rằng nó mất đi cái phước hạnh của việc từ nơi tấm lòng. Con cái đừng nuôi chúng để mong đợi rằng nó sẽ cung phụng cho mình tiền bạc ở trong tương lai. Mà chúng ta cứ cho, rồi con cái khi nó cảm nhận được tình thương của mình, nó sẽ đáp ứng và báo hiếu với chúng ta bằng những cái cách mà chúng vừa làm vừa được phước vừa vui lòng. Amen. Cảm ơn Chúa. Người đàn bà này cũng bày tỏ ra cho chúng ta
một điều khác mà Chúa Ngài chú ý đến công việc của bà. Đó là bà có một cái sự thỏa lòng. Từ câu 11 đến 13, một hôm Elise đến Sunem, lên phòng cao và nghỉ tại đó. Ông nói với Gehazi đệ tớ của mình, hãy gọi người nữ Sunem đến đây. Gehazi đi gọi bà, và bà đến đứng trước mặt anh ta. Elise nói với đệ tớ của mình, hãy nói với bà ấy, kìa bà đã cực nhọc lo liệu cho chúng tôi mọi điều này. Vậy chúng tôi phải làm gì cho bà đây? Bà có cần chúng tôi nói giùm với vua hoặc với tướng chỉ huy quân đội điều gì chăng? Bà đáp, tôi vẫn sống bình thường giữa dân tộc của tôi, giữa người của tôi. Cảm ơn Chúa. Elise gọi cái người nữ Sunem này đến ở trước mặt mình. Bà đứng ở trước đầy tớ của ông là Gehazi. Thì tiên tri của Chúa hỏi bà là, bà có cần tôi gửi gắm một cái điều gì không? Bởi vì chúng ta biết đến lúc này thì trong chức vụ tiên tri Elise, ông có thể gặp vua và cố vấn cho vua mà. Và chúng ta còn nhớ tuần rồi chúng ta học ông can đảm đến cái độ ông nói rằng, nếu không phải Josaphat thì vua của Israel, ông đừng hòng tôi nhìn tới mặt của ông nữa. Bởi vì họ trong lúc mà mọi việc suôn chảy thì họ không thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho đến khi ra trận mà cả quân đội không còn có nước uống, sắp sửa chết khát, thì mới chạy lên đòi xin Đức Chúa Trời cho mình một cái phép lạ. Thì chúng ta thấy tiên tri Elise đã giúp đỡ và kéo họ đến cái chỗ đó là muốn nhận được sự giúp đỡ từ nơi Chúa, phải có sự kính sợ Đức Chúa Trời và có tấm lòng thờ phượng Chúa trước, mà chúng ta đã học bài học đó. Cho nên ông có một cái vị trí trong lúc bây giờ là ông có thể nhắn gửi, ông có thể gửi gắm để bà có thể được vua làm cho bà cái gì đó, hay là với tướng chỉ huy trong quân đội. Nhưng chúng ta để ý cái điều mà bà đáp lại ở đây, đó là bà ý của bà muốn nói rằng, tôi đang ở trong một đời sống rất tốt, tôi không cần gì thêm nữa. Bà có một sự thỏa lòng. Cảm ơn Chúa. Bằng chứng của lòng tốt của bà không có động cơ thầm kín. Thay vì lo lắng cho những nhu cầu của riêng, bà chỉ thích phục vụ người khác. Đó là tấm lòng chân thật của một người mẹ. Và chúng ta thấy điều này. Nhìn lại gương mẹ của chúng ta và những người mẹ mà chúng ta nói rằng mình là một cái mất mát lớn nếu mẹ không còn sống với mình. Vì cái nét đặc biệt này của người mẹ là cứ cho con cái của mình chăm sóc và để đến đến nhu cầu của người trong gia đình của mình. Như sáng hôm nay tôi đọc ở trong châm ngôn 31 chúng ta thấy điều đó. Và hỏi các bà, xin Chúa cho chúng ta có trái của Đức Thánh Linh một cách rõ nét ở trong lĩnh vực này, ở trong sự phục vụ. Đây là một cái bài học bằng hình ảnh thật ở trong cuộc đời mà con cái có thể nhận được từ nơi mẹ của mình. Cảm ơn Chúa. Có hai người đàn bà đặc biệt trong đời sống của tôi là mẹ của tôi và nhà của tôi. Thì tôi thấy cái điều này trong đời sống của họ. Phục vụ một cách tối đa. Tôi nhớ sau năm 1975 thì một cái giai đoạn mà gia đình của chúng tôi đối diện với rất là nhiều những cái sự thay đổi. Một trong những thay đổi đó là công việc trước đây là không còn có thể tiếp tục được. Khi gia đình của chúng tôi có một cái tiệm bán tạp hóa và những cái nhu yếu phẩm cần thiết thì không còn nữa, thì phải đổi nghề. Và lúc đó thì không có cái nghề nào. Và lúc bây giờ thì chính phủ nước Việt Nam của chúng ta bắt đầu là cái gì cũng vô hợp tác xã, gì cũng vô trong những cái công việc mà của chính quyền để điều khiển công việc thương mại vân vân, chúng ta thấy được đó. Cuối cùng thì chúng ta gia đình phải làm một cái nghề mà trước đây mình chưa bao giờ biết, đó là bán nước đá. Điều mà tôi nhớ luôn là hãng nước đá nó cho ra cái đợt nước đá đầu tiên, mà thường là nước đá tốt ấy, là nó ra cái đợt đầu tiên. Cho nên mình phải tranh thủ làm sao để có mặt ở tại đó ngay cái giây phút mà họ cho ra cái đợt đầu tiên là mình có mặt tại đó. Cho nên mỗi ngày 2:30 sáng là mẹ của tôi đã thức dậy, đánh thức tôi, rồi tôi chở mẹ tôi xuống cái chỗ tiệm nước đá tại đó làm việc, lấy nước đá về rồi đem giao tất cả xong. Tôi thấy mẹ tôi chuẩn bị thức ăn sáng hay là mua gọi thức ăn sáng để các em của tôi có thể ăn uống và chuẩn bị chúng tôi cấp sách đến trường. Tôi thấy được sự phục vụ của bà trong nhiều cái công việc nấu ăn, chăm sóc cho con cái của mình. Rồi thêm nữa là chúng tôi chạy về Long Sơn bên quê ngoại của tôi để làm ruộng làm rẫy. Tôi biết là mẹ của tôi không phải là người đó, nên tôi sinh ra ở trong một gia đình thì được ảnh hưởng bởi người Pháp, cho nên mẹ tôi được đặt là Louise. Bà người hồi trẻ đó là da trắng trẻo lắm, cho nên khi ba của tôi đến muốn tìm hiểu, muốn xin cưới và chê và nói cái ông gì đen thui không? Ba của tôi thì da sạm nắng. Tôi nhớ những cái chi tiết của tôi đã lao vào ở trong công việc đồng áng, mặc dù chưa bao giờ biết về công việc này, chăm sóc cho gia đình, lo cho gia đình và không muốn cho con gái của mình thiếu bất cứ một điều gì. Cảm ơn Chúa, tinh thần ban cho
mà không có đòi hỏi một cái gì trở lại. Cảm ơn Chúa. Một trong những điều mà chúng tôi nghe bà trả lời luôn đó là khi anh em của chúng tôi hỏi, mẹ có mong muốn có điều gì không? Mẹ có đầy đủ hết rồi con. Chỉ có một cái là khi chúng tôi mời thì không bao giờ từ chối được, đó là nước hoa. Và tất cả những thứ khác thì bà đều nói rằng bà có hết tất cả rồi. Chăm sóc cho con gái như vậy. Tôi nhớ đến cái hình ảnh này và tôi cảm ơn Chúa luôn vì bà làm không có một động cơ thầm kín nào. Luôn luôn động viên khích lệ tinh thần của con cái của mình. Cảm ơn Chúa. Tôi hãy bắt chước. Trên lúc nhỏ đứng ở trước, nhìn thấy những người chạy xe lôi xe kéo đó. Mà khi mà họ cần phải chuẩn bị để mà kéo cái chiếc xe của mình vì chở những cái vật nặng hay là có nhiều người ngồi ở trên cái thùng xe kéo của mình đó. Thì họ đưa cái hông của mình vào ở trong cái phần mà nó ráp vào trong cái chiếc xe đó. Và họ đưa cái hông họ kéo. Thì tôi nhớ lúc nhỏ tôi cũng bắt chước như vậy cái chiếc xe ba bánh nhỏ của mình đó. Tôi cũng đưa cái hông vô và kéo như vậy. Mẹ tôi la nó, con à, con phải thay đổi, con không phải là cái người đi xe kéo và chạy xe kéo. Cho nên con phải đi đứng đàng hoàng. Con ngồi ở trên yên xe chứ không được làm như vậy. Cảm ơn Chúa. Khi những người xung quanh hay là chính mình không tin về những gì của mình, thì mẹ của tôi là người động viên khích lệ tinh thần của anh em chúng tôi. Bà luôn có những cái câu, con của mẹ là những đứa không ngoan nhất. Cảm ơn Chúa, mặc dù chúng tôi biết mình không phải là không ngoan nhất, nhưng mà nghe mẹ nói riết rồi mình cũng tự tin. Amen quý bà. Xin Chúa ngài ban phước để cái nét làm việc ban cho mà không có động cơ thầm kín nào sẽ được quý bà sử dụng và có ở trong đời sống của mình, trong việc nuôi dưỡng con cái của mình. Tại vì lo lắng cho những nhu cầu của riêng mình. Chúng ta thấy người đàn bà này chỉ thích phục vụ người khác. Cảm ơn Chúa vì nét đẹp này của những người mẹ ở trong đời sống của chúng ta. Bà phản ứng với điều mà tiên tri Elise đề nghị có thể giúp đỡ cho bà. Bà đáp lại với lòng tốt đó rằng tôi có một ngôi nhà ở giữa những người của tôi. I have a house, I live among my people. Cảm ơn Chúa. Điều bà muốn nói đơn giản là tôi vẫn ổn, tôi có mọi thứ tôi cần và tôi thỏa lòng và hạnh phúc. Cảm ơn Chúa, bà đã thỏa lòng rồi với tất cả những gì bà có. Đây cũng là một điều mà chúng ta cần có trong đời sống của chúng ta. Hãy biết ơn Chúa và sống với những gì mình đang có. Đừng sống ngồi mong đợi những gì mình không có. Có nhiều người bị mắc kẹt trong quá khứ. Một số người thì mắc kẹt vào trong tương lai. Họ đánh mất những cái ngày hiện tại của mình. Những gì chúng ta đang có, hãy trân quý. Có con cái, có những gì mình đang có gia đình tốt đẹp. Hãy tận hưởng. Amen. Có nhiều người cứ chờ trong tương lai chuyện này chuyện kia. Và nhiều khi lời nói của mình cũng vậy. Nhìn qua cái sân cỏ của ông làng xóm, tôi nói cỏ ở bên kia xanh hơn cỏ của sân của mình. Chưa chắc. Đứng xa nhìn nó như vậy, chứ mà tới thì cũng chúng ta cũng thấy là đủ thứ những cái khiếm khuyết ở đây đó. Cho nên xin Chúa ngài cho để chúng ta học theo gương của người đàn bà này. Tôi có một căn nhà, tôi đang ở giữa những người của tôi. Cảm ơn Chúa. Cuộc sống của bà thật sự tập trung vào những gì bà có chứ không phải những gì bà thiếu. Nhưng một nét khác cũng rất là đặc biệt ở tại đây. Mà cái điều này nó rất là Á Châu của chúng ta, rất là Việt Nam. Xin Chúa cho để chúng ta có thể tân thời trong nhiều thứ. Nhưng mà việc này, xin Chúa cho chúng ta phải thật là bảo thủ, sự cẩn thận. Từ câu 14 cho đến 17, Elise lại tiếp. Vậy chúng ta phải làm gì cho người? Gehazi đáp rằng, à này, người không có con trai và chồng của người đã già rồi. Elise nói rằng, hãy gọi nàng. Gehazi gọi nàng, nàng đến đứng nơi cửa. Chúng ta để ý đến nàng đến đứng nơi cửa. Elise nói với người đàn bà rằng, năm tới, trong lúc này, người sẽ ẵm một đứa con trai. Nàng thưa, hỡi Chúa tôi là người của Đức Chúa Trời, xin chớ nói dối cùng con đòi của Chúa. Tiên tri Elise cho đệ tớ của mình là Gehazi mời bà đến phòng của mình. Để ông sẽ có một cái lời tiên tri cho bà. Chúng ta để ý tới đây, bà không đi vào trong phòng. Bà đứng ngoài cửa. Chuyện đó có gì đặc biệt không sư? Rất đặc biệt. Bà muốn giữ cái chức vụ của đầy tớ của Chúa một cách trong sạch. Và không để cho bất cứ một cái điều gì có thể bôi nhọ danh dự của đầy tớ của Chúa. Cũng như bà bảo vệ chính mình và gia đình của mình. Cho nên thay vì bà đi vào trong cái căn phòng mà nó nằm ở trong nhà của mình đó, trên sân thượng của mình đó,
và đã bày tỏ một cái nét rất là đặc biệt mà chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh đã soi sáng để chúng ta thấy người viết sách Các Vua này đã cẩn thận để ghi lại cho chúng ta bà đứng ở ngưỡng cửa. Ở đây chúng ta thấy bà là một cái người đã có một cái phước hạnh mà chúng ta thấy tại đây, đó là bà tránh ngay cả cái tựa như điều ác. Bà không muốn bà bước vào trong đó rồi Gehazi bây giờ nó tốt nhưng mà mai mốt nó phản thầy của nó. Nó có thể nói rằng có một lần tôi thấy cái người đàn bà này nè, ông tiên tri Elise, ông cho có một cái tình cảm đặc biệt cho bà tại vì bà đã từng ở trong phòng của ông. Chúng ta thấy tại đây chồng của bà không có tại đó. Các câu kinh thánh cho chúng ta thấy là ông thường hay bận rộn công việc đồng áng. Người đàn bà này cẩn thận ở trong cái chi tiết này cho chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái nét cần có ở trong ơn của Chúa. Rất là nhiều những cái gãi đổ trong các năm gần đây trong chức vụ của những người hầu việc Chúa liên quan đến vấn đề tình cảm. Và tôi tin rằng người đàn bà này, bà có thể bày tỏ cái xúc động, cái cảm kích của bà khi bà nghe cái tin này. Năm tới vào giờ này bà sẽ ẵm một đứa con ở trong lòng. Rất là dễ để có thể có những việc như vậy xảy ra, là bà có thể xúc động chạy đến ôm người của Chúa chăng? Nói đến thì tôi nhớ hơn 40 năm về trước, Đức Chúa Trời Ngài ban phước trên đời sống của tôi bằng cách trong một tuần lễ đặc biệt nhấn mạnh về cái đức tin của Cơ Đốc giáo của chúng ta. Thì trường của chúng tôi có một cái tuần gọi là Religious Emphasis. Em mời một diễn giả đến để giảng dạy cho chúng tôi, các sinh viên, những người lãnh đạo, những người mục sư trong tương lai. Thì tạ ơn Chúa, ông diễn giả không biết vì lý do nào đó, ông chọn tôi là một trong tất cả các học sinh ở tại đó. Ông nói rằng mục sư muốn gặp con mỗi buổi sáng, chúng ta đi bộ, chúng ta trò chuyện. Ông chia sẻ với tôi rất là nhiều những cái nguyên tắc mà tôi áp dụng cho đến ngày hôm nay. Và một trong những cái nguyên tắc ông nói đến đó là nó liên quan đến vấn đề chúng ta phải cẩn thận để bảo vệ chức vụ của mình, danh của Chúa và gia đình của mình ở trong tương lai. Ông lấy cái gương của người lãnh đạo mà ông phục vụ ở dưới trong tổ chức của ông là mục sư Billy Graham. Ông rằng mục sư Billy Graham trong tất cả những cái chuyến đi xa để giảng lời của Chúa, truyền giảng, ông luôn luôn có một người đi cùng, một người phụ tá đi cùng. Ông sẵn sàng để trả thêm một phòng ở trong khách sạn. Và nếu có điều kiện lựa một cái loại phòng mà hai cái phòng nó ăn thông với nhau. Và khi ông ngủ, ông luôn luôn để cửa phòng của ông mở, để cái người phụ tá này hay bất cứ ai nhìn vào biết chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó. Tôi cũng rất là ngạc nhiên tại sao mục sư Billy Hang ông này kể những chuyện này với tôi. Tôi nói rằng có nhiều cái kinh nghiệm đã bày tỏ ra và nhờ vào trong nguyên tắc này mà mục sư Billy Graham vẫn giữ được thanh danh của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta nhìn lại chúng ta thấy rồi, cho đến khi ông qua đời, không có một scandal nào trong chức vụ của ông, bởi vì ông đã áp dụng nguyên tắc này. Cảm ơn Chúa. Ông kể là có những cái việc nó xảy ra và nó rất là nguy hiểm. Bởi vì khi ông được Chúa Ngài cho ông ở trong cái vị trí tốt đẹp như vậy, cao trọng như vậy, là mục sư của nước Mỹ này, là một nhà truyền giáo được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao, thì đời sống của ông sẽ là một cái hồng tâm rất lớn cho thế giới tối tăm để nó bắn phá. Ông sư Billy Hang kể là có những cái buổi truyền giảng, mục sư đang đứng ở trên tòa giảng và có một cái kế hoạch để bôi nhọ ông. Thì có một phụ nữ mặc áo mà có dây kéo từ cổ xuống cho đến chân, nó nhào lên và nó tuột cái dây kéo xuống trước mặt mọi người và máy chụp hình vân vân. Nhưng mà cảm ơn Chúa, mục sư Billy Graham có những người bảo vệ đã đẩy cái người đàn bà đó ra và hình ảnh không bị lợi dụng để đưa lên báo chí. Để ông chia sẻ điều đó, để ông nói một điều mà tôi nhớ luôn, đó là tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng con, cho nên hãy cẩn thận ở trong đời sống của mình. Ông chỉ cho những cái phương pháp đối với các chị em phụ nữ ở trong hội thánh, người lớn coi như mẹ, người trẻ coi như em, như con của mình. Lời mà tích đã được sứ đồ Phaolô dạy. Và luôn luôn trong sự giao tiếp với những người phụ nữ trong hội thánh, luôn luôn phải cẩn thận. Tôi chia sẻ điều này để nhắc nhở một cái nguyên tắc hết sức là quan trọng mà người đàn bà Sunem này đã bày tỏ. Bà có thể nói cái này nhà của mình mà, hàng ngày là mình có thể vô đây để dọn dẹp, chỉ lâu lâu người của Đức Chúa Trời mới đến đây ở một lần thì kể như là nhà của mình. Ông cho gọi đến thì mình cứ đi thẳng và nói chuyện. Không, bà đứng ở ngoài cửa. Anh chị em có nói ông mục sư Khánh này thiệt là cổ lỗ sĩ,
Thế kỷ 21 rồi còn chuyện đó, anh chị em, lời của Chúa không bao giờ gọi là lỗi thời. Dù chúng ta ở trong năm tháng nào, thế kỷ nào, đừng để cho đời sống của chúng ta và những cái chuyện dễ dãi thoải mái của chúng ta làm cớ cho ma quỷ có thể làm xấu danh của Chúa. Cho nên các chị em phụ nữ trong hội thánh, nếu cảm thấy là mục sư Khánh sao ổng có vẻ lạnh lùng quá, tôi rất thương các chị em, nhưng mà chúng tôi nhớ đến cái nguyên tắc này, mình cẩn thận để không có gây khó khăn cho nhau. Và chúng tôi có một nguyên tắc, nếu các anh chị em ở xa có nghe thì có thể hiểu, đó là nếu có thể được là chúng tôi không bao giờ chụp hình riêng với một người phụ nữ nào khác ngoài những người phụ nữ trong cuộc đời của tôi, mẹ tôi, vợ tôi hay là các con gái của tôi. Nên trong những ngày đại hội luôn luôn có các anh em đứng cạnh tôi. Bởi vì có ai muốn chụp hình thì tôi nói trước với các anh em, làm ơn bước vào trong cái bức hình với mục sư. Kệ, Phật lòng trước xin lỗi sao. Người ta nói không không, tôi muốn chụp hình với mục sư Khánh thôi. Không không, mục sư Khánh bảo chúng tôi là phải đứng chung với ông. Vì sao không biết người ta sẽ sử dụng cái bức hình nó như thế nào, phải không? Mà nhất là ngày hôm nay nó Photoshop, nó làm đủ một thứ hết. Đề cao cảnh giác, cẩn thận. Những người nữ Sunem này là điều đáng khen, đáng để ý để chúng ta cẩn thận trong đời sống của mình. Và tránh ngay cả cái sự tựa như điều ác. Cảm ơn Chúa. Để một người phụ nữ chú ý đến chi tiết của sự chính trực, chính xác là điều mà một người tin kính Chúa nên làm. Để danh của Chúa không bị nói xấu, chúng ta cần đề cao cảnh giác. Và người đàn bà này cũng đã bày tỏ, bà đứng ở ngưỡng cửa nên không tạo nên một nghi ngờ gì về việc tiếp xúc một cách không chính đáng với một người đàn ông khác không phải là chồng của bà. Amen. Nên chị em nào không thích cái điều này thì hãy để cho lời của Chúa thuyết phục chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chỉ nhưng là áp dụng không phải dễ. Trải qua những năm tháng chúng tôi cũng đã từng bị mắng là cổ lũ sĩ. Mình là phải học theo gương Chúa Giê-xu á. Có người cũng bảo chữa như vậy. Chúa Giê-xu gặp người đàn bà Samari ở tại giếng. Nhưng mà nó ở ngoài trời. Ngay bên giếng, ở ngoài trời. Nó khác hơn là trong một cái căn phòng. Thỏa lòng chưa? Cảm ơn Chúa. Chúng ta không thể sống một đời sống tinh kính mà không có kỷ luật. Thế nên chúng ta để ý đến điều đó hơn những người mẹ. Chúng ta bước phần thứ nhì, thử nghiệm của sự xung đột. Phước hạnh bày tỏ ra. Khi đúng một năm sau, người đàn bà này thật sự ẵm đứa con ở trong tay của mình. Mặc dù khi tin này được báo thì bà nói với tiên tri của Chúa, xin đừng nói dối đầy tớ của ông, tớ gái của ông. Cái sự trả lời của bà cho thấy đây là cái nỗi đau của một người đàn bà, nhất là trong thời đó. Người đàn bà chồng đã già mà chưa có con. Bà trả lời, tôi cũng tin rằng bà nghi ngờ, nhưng mà bà muốn xác nhận một điều. Đừng để cho cái hy vọng của tôi lên cao rồi tôi sẽ bị rớt xuống khi nó không xảy ra. Khi vợ chồng của một sư xem mong đợi có con thì nó dạy cho gia đình của chúng tôi, cho cá nhân tôi rất là nhiều bài học. Họ mong đợi quá cho nên hàng tháng là muốn kiểm soát xem mình có tin vui chưa. Rồi thất vọng này, tháng này qua tháng khác, là trong trường hợp của họ hơn 3 năm họ mới kinh nghiệm được. Và tôi nhớ 6 cái tháng cuối, có những lúc mà vợ của mục sư Sam cứ khóc trong nước mắt. Chúng tôi theo dõi hồi hộp bởi vì tương lai của cháu nội của mình mà. Rồi để trong những giây phút đó chúng tôi phải cẩn thận từ những cái lời nói của mình. Tôi nghĩ rằng người đàn bà này đã trải qua nhiều cái ngày của tháng mà bà đã thất vọng. Cho nên khi tiên tri của Chúa nói với bà đó là năm tới vào thời gian này bà sẽ ẵm một đứa con ở trên tay của mình.
Và việc đã xảy ra đúng như vậy. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta quả nhiên bà ấy thụ thai. Và năm sau bà sinh một đứa con trai đúng vào lúc mà Elise đã nói trước cho bà. Câu số 17 đó anh chị em. Phước hạnh. Đứa con mà mình không có xin Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời vẫn ban cho. Đây là sự ban thưởng của Chúa khi Chúa thấy bà đã sẵn sàng làm mẹ rồi. Từ cái việc cái lòng thương xót, chăm sóc những người khác và cẩn thận ở trong cuộc đời của mình. Thì Chúa ngài đã sử dụng tiên tri Elise để nói với bà về phước hạnh này. Đứa nhỏ lớn lên, chúng ta không biết là nó bao nhiêu tuổi. Chắc có lẽ là cũng là cái lứa tuổi, ít nhất cũng là 5-7 tuổi. Nhưng mà ngày kia có chuyện xảy ra. Chuyện không dám nghĩ tới, nhưng mà nó đã xảy ra. Từ câu 18 cho đến câu số 20. Đứa trẻ lớn lên một hôm, nó đi đến cha của nó đang ở giữa những người thợ gặt. Mà nói rằng, con nhức đầu, con nhức đầu. Rồi cha bảo đầy tớ, hãy đem nó về cho mẹ nó. Đầy tớ đem nó về giao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ, cho đến trưa thì chết. Wow. Những giây phút như vậy rất là dễ để chúng ta chao đảo ở trong đức tin và đánh mất cái lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Khi khó khăn, khi thách thức, khi hoạn nạn đến, đức tin của chúng ta chạm trán với lại những cái sự khó khăn tột cùng. Nhưng mà tạ ơn Chúa, người đàn bà này đã đối diện được với tai họa này vì bà luôn dành chỗ cho Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời của mình. Con trai là phúc kép, là phước hạnh bội phần ở trong gia đình của một người vì nó sẽ là người nối dõi tông đường mà. Cái nỗi thống khổ bên trong của bà bây giờ nó thành sự thật, thể hiện ra trong cuộc sống của bà. Giữa cái niềm khao khát của trái tim của bà thì chúng ta thấy bây giờ là khó khăn nó lại xảy ra. Đứa con mà mình kể như là phước bội phần của Chúa đó, bây giờ nó không còn hơi thở nữa. Chỗ này có nhiều người sẽ bắt đầu trách Chúa, la lối ầm sầm. Nhưng mà chúng ta bình tĩnh để chúng ta thấy cái cách mà bà đối diện. Chúng ta biết là nó bị chứng bệnh gì, tai biến mạch máu não, đứt mạch máu não là một cái lý do nào đó. Nó chỉ là đau đầu rồi người ta, được cha của nó biểu đem về cho mẹ của nó. Nó ngồi trên đầu gối của mẹ của mình cho đến trưa thì nó lăn ra chết. Chỗ này bà đã chỉ cho chúng ta một cái gương hết sức là tốt đẹp. Bà không thể làm được gì nữa ngoài trừ đi đến với Chúa. Và chỉ có Chúa can thiệp vào thì việc này nó mới có thể kết thúc một cách tốt đẹp. Cuộc khủng hoảng lớn nhất đã xảy ra cho bà. Cảm ơn Chúa. Khi tai họa thình lình ập đến với gia đình và cuộc sống của chúng ta, thì cái cách mà chúng ta đối diện với điều đó đó, thật ra anh chị em, nó phải được xây dựng nhiều ngày tháng trước. Bây giờ chúng ta nhìn lại, nếu người đàn bà này không tiếp rước đầy tớ của Chúa, không xây một cái phòng cho tiên tri Elise, lúc bây giờ bà chỉ làm một công việc thường như những người thường tình khác, là đào cái mồ để chôn đứa con, cái niềm vui mà mình đang có. Nhưng mà bà làm một cái việc hết sức là đặc biệt ở đây, rất là can đảm, rất là đặc biệt. Bà mang cái đứa con trai đã chết của mình lên phòng của tiên tri Elise, đặt nó trên giường của tiên tri Elise, đóng cửa lại. Đi xuống kêu lên với chồng của mình, xin cho tôi một người đầy tớ và một con lừa, tôi sẽ đi gặp người của Đức Chúa Trời. Ông chồng hỏi, hôm nay không phải là ngày trăng mới, cũng không phải là ngày Sa-bát, tại sao phải đi gặp người của Đức Chúa Trời? Mọi việc có ổn không? Bà nói rằng mọi việc đều bình an. Cái câu nói của bà là câu nói mà những người đi theo Chúa mà lý trí của ngày hôm nay đó, họ bất bình lắm. Nhưng mà những người đi bởi đức tin đó, thì chúng ta được khích lệ lắm, phải không anh chị em? Bởi vì chúng ta được lời của Chúa bảo đi theo như đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Mắt thấy đó là đứa nhỏ nó chết rồi, mà con mắt của đức tin đó thì nói rằng mọi việc đều ổn. Không phải là chúng ta như con đà điểu chôn cái đầu của mình vào trong cát và nói rằng mọi chuyện ổn. Nhưng mà đây là tiếng nói của đức tin. Bà biết rằng nếu bà có thể được gặp người của Đức Chúa Trời, là cái người có một cái mối liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời đó, thì hoàn cảnh của bà có thể được giúp đỡ. Bà xoay qua và nói với người đầy tớ, hãy dắt và đưa ta đi trên con lừa này, đừng dừng lại cho đến khi ta bảo người dừng lại. Chúng ta đọc tiếp câu chuyện, chúng ta sẽ thấy bà chưa đầu hàng những gì bà không thể làm.
bà sẽ tìm kiếm Chúa và tin rằng Ngài sẽ làm. Ngài sẽ can thiệp vào, mà khi Đức Chúa Trời can thiệp vào trong một hoàn cảnh dù nó tối như thế nào đó, phép lạ cũng có thể xảy ra. Trong trường hợp này tối lắm rồi. Nếu nó còn đang đau đầu, nó còn la đó, thì còn có thể là còn nước còn tát, đằng này nó chết rồi. Nhưng mà bà vẫn không bỏ cuộc. Cảm ơn Chúa. Câu nói của bà, mọi thứ đều ổn, mọi sự đều bình an. Tại sao bà nói điều này? Bà không muốn một người trung gian là Gehazi hay là bất cứ một ai khác. Bà muốn tiếp xúc với người của Đức Chúa Trời, vì đối với bà, cái người này là một cái sự giúp đỡ để bà đến gần Chúa nhất. Khi thiên tri Elise bảo Gehazi hãy đi gặp người đàn bà này, và đặt câu hỏi chồng của bà có ổn không, thì đứa con trai của bà nó có ổn không, bà trả lời tất cả đều bình an. Người theo Chúa lý trí nói rằng người đàn bà này đức tin quá máu, thiêng liêng quá máu. Tại sao không nói sự thật, nó chết rồi. Điều mà chúng ta tạ ơn Chúa là đức tin của bà. Phải không anh chị em? Khi đến với Lise, lần này thì bà làm một cái công việc mà chúng ta thấy đặc biệt, và tôi tin rằng cái này không phải trong phòng riêng. Bà phủ phục dưới chân của ông và kêu lên nỗi thống khổ của bà. Khi bà trình bày duyên cớ của mình, lúc ấy bà nói, thưa Chúa, tôi có cầu xin một đứa trẻ trai đâu. Chẳng phải tôi đã từng nói, xin đừng nói dối tôi tới của Chúa sao? Ý bà muốn nói rằng, đây là sự ban phước của Đức Chúa Trời. Và bây giờ có một cái tai họa xảy ra và làm cho phước này bị ngăn chặn. Tôi không biết phải làm gì, nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể làm cái điều gì đó, để cái phước hạnh này sẽ tiếp tục ở trong đời sống của tôi. Tiên tri Lise đưa ra một cái giải pháp. Bảo Gehazi, hãy cầm cây gậy của ta, đi thẳng đến nhà của người này và đặt cây gậy ở trên mặt của đứa trẻ. Đọc câu chuyện chúng ta thấy rằng người đàn bà này không chấp nhận việc đó. Ông sai đệ tớ của ông đi là chuyện của ông, nhưng mà tôi nói ở trước mặt Đức Chúa Trời rằng tôi chỉ mạng sống của tôi và của ông mà thay, rằng tôi sẽ không lìa ông. Vì đối với bà, Gehazi là Gehazi, mà Elise mới là Elise. Elise đi với bà. Cảm ơn Chúa vì can đảm, kiên trì và lòng tin của bà làm cho người của Đức Chúa Trời động lòng. Ông đi. Cảm ơn Chúa. Thì đến nơi, chúng ta biết chuyện đã xảy ra. Gehazi đi trước thực hiện công việc đặt gậy trên mặt của đứa trẻ. Ông trở lại và ông nói với tiên tri Elise, không có chuyện gì xảy ra, không nghe âm thanh, không nghe động tĩnh gì hết, nó vẫn nằm cứng đơ đó. Elise đến nơi, ông vào trong phòng, ông làm một cái công việc, ông đặt miệng của ông trên miệng của đứa bé, mắt của ông trên mắt của đứa bé, tay của ông trên tay của đứa bé, ông nằm sấp ở trên thi thể của đứa bé. Một lúc ông nghe thi thể của nó ấm lại, ông bước xuống, đi qua đi lại trong cái căn phòng mà mẹ của đứa trẻ này đã xây dựng cho mình, để mình ở đây, mình có thì giờ để tương giao với Đức Chúa Trời, nghỉ ngơi trong những chuyến mình phục vụ. Ông đi qua đi lại và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng ông kêu này với Đức Chúa Trời, lại Chúa. Tâm lòng dành chỗ cho Chúa của người đàn bà này xứng đáng để được ban thưởng. Lại Chúa là đấng đã ban cho bà đứa con này, xin Chúa Ngài làm cho nó sống lại. Không biết ông đi qua đi lại, ông cầu nguyện cái gì. Ông trở lại, ông làm đúng như lần trước. Miệng với miệng của đứa bé, mắt với mắt, tai với tai, nằm ở trên thi thể của nó. Bảy lần nó nhảy mũi, nó sống lại. Nhờ khen Chúa. Harisi ra gọi người phụ nữ Sunem đi vào, và tiên tri của Chúa nói với bà, đây, con trai của bà, nó đã sống. Bà sắp mặt xuống dưới chân của ông, rồi bà ẵm con mình và đi ra. Tấm gương tuyệt vời để cho chúng ta thấy đức tin của chúng ta bày tỏ trước mặt Chúa, của người đàn bà này trước mặt Chúa. Và trong trường hợp này, Chúa chọn cho nó sống lại. Ngợi khen Chúa. Và tất cả những điều dẫn đến cái cao điểm của phép lạ xảy ra đó, tấm lòng của một người mẹ,
biết quan tâm, biết giúp đỡ cho những người lân cận. Một người đàn bà luôn dành chỗ cho Chúa ở trong cuộc đời của mình. Và cái sự chuẩn bị này nó rất là quan trọng đó anh chị em, cho tôi nhắc nhở chúng ta đừng chờ cho đến lúc chúng ta gặp nguy khốn chúng ta mới chạy đến với Chúa. Lúc đó cũng không có đức tin để chạy đến với Chúa đâu. Mà phải có sự chuẩn bị trước. Đức tin phải được xây dựng từng bước một và mỗi ngày một trưởng thành hơn. Để đến lúc đó chúng ta dám tin cái chuyện không thể nào suy nghĩ bởi ý của con người mà chúng ta tin nổi. Nhưng mà bởi chúng ta kinh nghiệm Chúa. Và chúng ta trải nghiệm Đức Chúa Trời một cách tuyệt vời trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Qua đến chương 8, chúng ta thấy một chuyện khác nữa xảy ra cho người đàn bà này. Ở một ngày kia tiên tri Lise đến và nói với bà và gia đình phải đi lánh nạn. Vì trong xứ sẽ có đói kém. Mà lên đến 7 năm. Phải đi tìm một cái nơi để sống. Để trải qua 7 năm đó. Họ đã vâng lời và lập tức rời chỗ của mình ở. Mà qua xứ của người Philistine để sống tại đó. 7 năm trải qua họ trở về. Thì mới khám phá ra rằng đất đai nhà cửa của mình có người đến chiếm. Thì bà phải chạy vào gặp vua để nài xin vua xét xử cho mình. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta một điều hết sức là tuyệt vời ở tại đây anh chị em. Đó là ngay cái lúc mà bà bước vào đó, thì là lúc Gehazi, đầy tớ của tiên tri Elise, đang nói chuyện với vua. Khi vua hỏi, nói cho ta rõ về chức vụ của Elise như thế nào, ông kể lại những công việc mà Elise đã làm. Và một trong những cái nét đặc biệt, cái câu chuyện không thể nào quên được là tiên tri của Chúa đã khiến cho đứa trẻ đã sống lại từ cõi chết. Là người, ông bà đang ở đây nè, ngay cái giây phút đó, và giới thiệu, đây là người đàn bà và đây là cái đứa nhỏ mà tiên tri Lise đã gọi sống lại từ cõi chết. Anh chị em nghĩ có tình cờ không? Họ đi vào trong trước mặt vua để xin đòi lại đất đai, điền sản của mình, nhà cửa của mình. Và ngay lúc đó thì Gehazi lại đang kể về bà cho vua. Vua hỏi bà kể lại hết tất cả những câu chuyện. Và vua lập tức lập một cái người có trách nhiệm. Đi và bảo phải bồi thường cũng như là hoàn trả tất cả nhà cửa, đất đai và thổ sản của họ. Họ nhận được 100% trở lại. Những gì tưởng đâu mất, nhưng mà đã được đền bù một cách đầy đủ như chương 8, câu 5 và câu 6 chép. Vua hỏi người phụ nữ, bà kể hết mọi việc cho vua nghe, rồi vua chỉ định một quan chức triều đình giải quyết mọi việc kiêu nài của bà và dặn rằng hãy giúp bà này lấy lại tất cả tài sản của bà, kể cả hoa màu của đồng ruộng từ ngày bà rời khỏi xứ cho đến nay. Tuyệt vời. Để kết luận anh chị em, chúng ta không bao giờ thất vọng khi chúng ta dành chỗ cho Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Hay những người mẹ, ngày hôm nay người ta đang có những cái đường lối để trang bị cho những người mẹ về những cái bản năng sinh học. Nhưng mà xin Chúa cho để chúng ta biết trao dồi, để chúng ta có điều mà thế gian không thể cho chúng ta được. Đó là một đức tin không thể lay chuyển nơi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì mẹ của tôi có đức tin không lay chuyển nơi Đức Chúa Trời. Tôi nhớ khi việc đó như ngày hôm qua. Khi tôi có một đứa bạn, cả gia đình, trong cái chuyến vượt biển, thì họ xuống cái bến cắt lái đó, thì tàu của họ, thuyền của họ nổ tung lên. Và gia đình này, cùng với gia đình của người chủ tàu, tất cả đều là quê Tân Châu của tôi, đang ở dưới, cái tầng dưới của tàu. Nghe tin này, Tân Châu của chúng tôi rung động. Cái người bạn này là thủ môn trong đội bóng của huyện của chúng tôi. Thì tôi nhớ, anh em trong đội học lại với nhau, nhậu để nhớ đến thằng bạn của mình. Thật ra lúc đó là kiếm cớ để nhậu thôi. Tôi nhớ sai đến cái độ không biết đường về. Và tôi biết rằng ba mẹ của tôi thì thường là ngồi ở phía trước nhà. Mình phải cố gắng để cho ba mẹ thấy là mọi việc ổn. Tôi nói ở trong lòng là đi thẳng về, đến cửa, chặt cua một cái thật là bén gốc, đi thẳng vào trong phòng nằm xuống ngủ là tốt.
Thì đối với tôi là tôi đi rất là thẳng, nhưng mà ba mẹ tôi thì thấy chân xíu chân to. Và đi đến cái chỗ mình nghĩ là mình cua rất là thẳng đó, để mình đi là tỉnh táo thì thật ra mình cua là muốn té rồi. Tôi nhớ đêm đó nằm xuống thì cái quả địa cầu nó đang quay mòng mòng như thế này. Sai như vậy mà tôi được đánh thức bởi hai người phụ nữ đang quỳ kế bên giường của tôi và kêu nài với Đức Chúa Trời. Bà ngoại của tôi nói rằng: Quỳnh Quốc Khánh, nó không thể là bụng nhậu được Chúa ơi. Mẹ của tôi nói rằng: Chúa ơi, con đã dâng nó để làm món đồ cần dùng cho nhà của Chúa, nó không thể là một cái thằng bụng rượu được. Kêu nài với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay tôi được như thế này, được ở trong vị trí hầu vị Chúa là nhờ lời cầu nguyện của người bà, người mẹ ở trong đời sống của tôi. Sau này được kể, chị ông nội của tôi, ba của tôi cũng hiệp lại với nhau để gõ cửa thiên đàng và cầu nguyện cho tôi. Bởi đức tin không lay chuyển của những người đi trước mà tôi được ngày hôm nay, tôi muốn khuyến khích quý vị và những người mẹ, trong những thăng trầm của cuộc sống của chúng ta, nếu không có sự can thiệp Đức Chúa Trời, chúng ta có cái gì để giải quyết được? Nhưng mà để có sự can thiệp của Đức Chúa Trời, hãy dành chỗ cho Chúa trong những ngày của cuộc sống của mình. Đến khi bão tố đến, khi hoạn nạn đến, khi tai họa đến, mình có thể chạy đến với Đức Chúa Trời. Mình có thể nhờ cậy Ngài, bởi vì mình biết rằng mình đã trải nghiệm một Đức Chúa Trời, không một việc chi là khó cho Ngài. Cho nên khi việc khó xảy ra, chúng ta mới dám chạy đến với Chúa. Còn nếu chúng ta không xây dựng đức tin của chúng ta, đời sống của chúng ta không dành chỗ cho Chúa, khi chuyện khó xảy ra, chúng ta nói rằng chuyện này chắc cũng khó lắm cho Đức Chúa Trời thôi, mình chấp nhận hoàn cảnh. Điều đó sẽ là một cái hối tiếc. Anh chị em có cảm ơn Chúa là người đàn bà này không bỏ cuộc trước khi nhờ cậy Đức Chúa Trời qua người của Đức Chúa Trời không? Anh chị em có biết bà, mặc dù không có tên và sau này cũng không có tên, ở trong thư Hebrew chương 11 cho chúng ta thấy một bức ảnh hết sức là tốt đẹp ở tại đây. Có các phụ nữ nhận lại thân nhân của mình từ cõi chết sống lại. Bà là một trong các phụ nữ này. Một người đàn bà có giàu có đó, nhưng mà bình thường thôi, lại được đưa vào trong hàng ngũ của những người anh hùng đức tin. Vì bởi đức tin mà bà nhận được người thân của mình trở lại từ cõi chết. Cảm ơn Chúa. Quý bà được phước không? Xin Chúa ban phước để chúng ta có cái nét cần có ở tại đây. Ngoài những trang bị khác, đều không thể thiếu để là một người mẹ tốt, tinh kính trong ánh mắt của Đức Chúa Trời, là một đức tin không hề lay chuyển nơi Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta. Có điều đó, Chúa Ngài sẽ trang bị chúng ta những thứ khác để chúng ta cũng có thể được kết quả phước hạnh trong vai trò làm mẹ của mình. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ban phước để quý bà tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa, ở trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Chúa. Và trong thời gian này, chúng tôi cũng có cơ hội đặc biệt để cầu nguyện cho những người mẹ thuộc linh, những người đã đóng vai mẹ trong đời sống của những người con thuộc linh của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Có thể tiến lên phía trước tại đây và chúng tôi sẽ có một lời cầu nguyện đặc biệt cho quý bà. Con em của quý bà, con cháu của quý bà cũng sẽ vào để tặng quà cho mẹ, cho bà. Và chúng ta sẽ thực hiện công việc đó trong thời gian này. Xin quý bà tiến lên phía trước tại đây để chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện cho quý bà trong ơn của Chúa. Chúng ta có nhiều thời giờ, xin nhanh chóng tiến lên. Các em đang chờ chúng ta bên ngoài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.